lúc thầy ra đời thì cũng hai câu chuyện phần cổ đó. Chứ bây giờ mà mình nói hai chim phụng hoàng thì không đúng. Câu chim phụng hoàng đó là cái mỏ nó vắng hơn, nó đỏ hơn, mà cái cánh nó đưa lên một cái đen là giờ thấy rất là đẹp. Mà thầy chỉ biết là chừng trần gian kiến thấy phụng hoàng xè cánh múa chào mừng Phật Thánh, thì lúc đó là cái giờ sắp tổ hồn luôn qua. Còn ngay lúc này là báo tin đó, là báo cái tin đó là tập khoan cổ này trở lại đó, là sẽ cho cái niềm tin vui cho toàn thể chúng sanh biết là Đức Thầy đã trở lại. Rồi bây giờ thêm cái phần thứ hai này đó là có cái ông lão này, ông chèo thuyền từ chỗ đốc chèo xuống, mà cái ghe ghe lường, cái mũi nó hơi đỏ, và cái ông này bằng đồ già đựng lá, ông chèo. Thì trong cái việc đó là, cái đó là theo tôi nghĩ là một cái điềm thôi, chứ không phải mà Đức Thầy là Ngài là một vị Phật. Thì khi nào mà bệnh dịch tả là chết thì thầy mà trở kỳ này nó là thầy cho biết đó là chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bụng đạo bóng từng mũi che, thì cái hiện tượng bệnh này nó là cái thầy sẽ trở lại chết trong kỳ thì trở lại. Không cho biết đó là trục kia chỗ dưới đồng minh là chỉ còn hai khối thôi, có tự do và có chủ nghĩa thôi. Hai sông khô cạn nhược tinh rạng ngời, ra quay nó dẹp mọi nơi, thì năm châu bốn biển tây phơi chập chồng. Hay là ông cho biết có là năm châu nổi sóng một khi, thuyền bay khói tỏ tử thi như bèo, mưa dầu nắng lửa sấm reo, hai lồi sâu xé quả gieo dân lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật Đức Thầy. Kính trình quan thượng đẳng đại thần, chư quan tự thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Kính thưa chư vị đạo hữu xa gần kính mến. Kính thưa toàn thể lực quý vị. Chúng ta hôm nay được may duyên sống trong thời kỳ buổi hạ nguyên mạt pháp, là thời kỳ cùng tặng mà được may duyên là chúng ta được có một cái thời kỳ sống trong cái chánh pháp của Đức Phật Đức Thầy. Nếu giá như ngay giờ này chúng ta có thân ngừ mà chúng ta sống nơi cái vùng không có đạo thì nó khổ cũng vô cùng. Nhờ cái nhân duyên trong nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta mới trở lại nơi cái đất nước Việt Nam, là gần nhất đây là chúng ta được sống trong cái vùng thánh địa Phật giáo Hòa Hảo. Như vậy thì trong cái việc Phật pháp này, chúng ta đừng để lỡ cơ hội nó uổng. Nó uổng là nó mất đi kiếp người thì muôn lý kiếp không thể kiếm được. Thay thế gì ngày gần đây mà chúng ta tu trong nhiều lần trước, cũng như từ Phật Thầy Tây An, Ngài ra đời tại làng Tòng Sơn vào mùa thu Kỷ Dậu 1849. Lúc bây giờ Ngài xuất hiện cũng vào mùa thu năm Kỷ Dậu, là bệnh dịch tả chết muôn trùng, Ngài xuất hiện để Ngài cứu. Và khi mà Ngài tịch diệt rồi thì không biết bao nhiêu vị để ra đời, nào là Bổn Sư, nào là Phật Trùm, nào Sư Giải Bóng Khoai, và cuối kế đến là Đức Công Ba. Ở Đức Công Ba thì Ngài cũng ra đời tịch diệt trước Thầy 12 năm, thì đến năm 1939 Thầy đi ra đời giáo đạo chúng sanh. Nhưng mà cái lúc trước đó là từ Phật Thầy Tây An cho nên đến khi mà ông Ba đó là tịch diệt trước cái thầy 12 năm đó, Ngài dạy bảo không biết bao nhiêu lần rồi, là Ngài thấy chúng sanh dạy thời kỳ này khó nghe quá, khó dạy bảo quá, nên Ngài mới quyết định là năm 1936 đó là Ngài để tặng diệt nhân gian. Và Đức Thầy cũng nhắc rõ chúng ta biết là Ngài tiêu diệt từ năm Bính Tý, năm đó là Ngọc Hoàng Diễn Sổ đó, chúng sanh ngang ngược làm liều Ngọc Hoàng này muốn sửa tiêu cho rồi. Thì từ cái ông Ba mà ông tịch diệt cho đến năm 1936 đó, là cái năm đó là 9 năm, sau là 3 năm là vào năm 1939 Thầy ra đời dạy đạo. Thì 1936 đó là cái năm đó là nó trong cái vườn tre của Đức Ông Sao Hè đó, là cò kéo gì trùng điệp, cò kéo gì trùng điệp. Để rồi mừng cái năm 1939 Thầy ra đời, thì ở trên quận trưởng quận Tân Châu đó, lúc bây giờ là
xuống xin ý kiến của Đức Ông để bắn cò. Nhưng mà Đức Ông mới nói với ông quận trưởng quận Tân Châu, cò nó về đây là nó nhờ sự che chở của tôi. Nói chung đó là nó về đây để nhờ cái sự che chở của tôi, nên tôi không có thể cho quận trưởng bắn được. Mà nếu quận trưởng có bắn thì tùy theo lấy cái quyền hạn của quận trưởng để bắn cò, chứ còn tôi thì không cho. Nó về đây thì nó sự tin tưởng che chở của tôi, nên ông quận trưởng Tân Châu mới về. Giờ thì lúc bây giờ là không bao lâu thì ổng cho hai tay xạ thủ xuống để bắn cò ở những cổ đó không, vào năm 1936. Thì lúc bây giờ là ổng mời tất cả những cái tay ở lân cận, tất nhiên là ông nào là ông cả Đào Thành Đô, tất cả ông cả trong làng đó mời đến, trong đó có ông cả Đào Thành Đô. Lúc bây giờ là hai vị thả thủ nè, mà xạ thủ này nó là từ Tân Châu mới đi xe là xe giết xuống, xe xuống xuống thì dừng ở chân cửa nhà Đức Ông, rồi mới gặp Đức Thầy. Thầy hỏi chứ mấy ông đi đâu. Hai chú lính này nói tôi được lệnh của ông quận trưởng tỉnh quận Tân Châu xuống để lệnh bắn cò, xin ông cả đâu sẽ xin bắn cò. Thì Đức Thầy mới nói là mấy ông gì bổn phận mà làm tôi với tình thương mà tôi nói. Tôi báo mấy ông là bữa nay mấy ông đi đó là bắn được con cò nào đâu. Thì lúc bây giờ là hai cái vị xã thuộc này mới vừa đi mà vừa nói mà vừa cười. Người ta nói cậu Tư này là con của ông cả lên cơn là phải. Anh thấy cò bây giờ đang ở đứng trong vườn cò vườn tre này đó, là anh thấy giờ nó cắn lớp đó, đập khừ con đó. Thế mà cậu Tư con cả này đó là nó bắn không được con cò nào. Thì nói chung đó là cậu Tư này lên cơn là người ta đồn là phải rồi. Mà đạn đã trúng chạy đó, bắn cái thì chết không biết nhưng con cò. Thì lúc bây giờ là hai vị cho thủ này mới ra sao rồi nứt đâu cái tư thế đâu đó là nó vững vàng rồi. Thì cái súng bắn đích đung cái thì nó bay lên mà nó không sợ sệt gì, nó bay lên rồi nó đậu xuống như ra gì, rồi bắn hết cái vụ này đi chỗ khác, bắn cuối cùng đó là hết 17 viên, nó trở đi xuống thì chỉ có 18 viên đạn thôi mà bắn hết 17 viên. Hết 17 viên thì lúc bây giờ là bắn không được con cò nào, trở ra gặp Đức Thầy lần nữa. Đức Thầy nói mấy ông vì nhiệm vụ mà làm, nhưng mà tôi vì cái lòng bi để tôi mà tôi nói. Mà mai đó là hai em nhận cái 18 viên đạn này đó là 17 viên đạn đó là giả, chỉ có như đạn thiệt mà thôi. Thôi bây giờ nếu mà hai em mà phải mà bệnh lãnh mà 18 viên đạn thiệt á thì bắn đó là cò nó chết rồi thì cái cảnh lạc lõng bơ vơ đó là cha xa con, chồng xa vợ, vợ xa chồng, thì cái cảnh khổ này tôi biết bao nhiêu mà tôi kể. Thì bây giờ thôi, bây giờ nó cũng về đi, cũng không lo gì mà tới cái chuyện đó là thành công, về đi. Thì hai cái ông này đó mới là lên xe jeep về, thì ra xe ngã ngửa ra mới nói rằng là phải nãy nghe lời cậu Tư thì được quá. Lãnh sứ mạng là đi xuống bắn cò, bữa nay bắn dở quá tránh được con cò nào. Thì hai người mới lên xe đó là khi chạy về, chạy ra về thì vừa tới cái đình của Phú An á, tự nhiên xe tắt, tắt máy. Tắt máy thì hai chú bé ở sau đó mới đi ra, nó mới kêu hai chú lính ơi, hai chú lính hỏi cái gì. Nó hai chú ở sau đó bắn hai con chim ở trên cây, cành cây cây sao kìa, hai chim đẹp lắm. Thì hai vị xạ thủ này mới xách cái súng vô mà vừa đi vừa nói 17 mà bắn không được con cò nào, còn viên này chắc gì bắn được. Thì khi mà đứng vào cái vị trí thì cái chú bé là nãy nó cho hay đó, thì đi ra khỏi thì để nhắm kỹ càng rồi bắn một cái đung cái thì hai con chim nó là từ từ rơi xuống. Mà chim đó là chim gì? Hai con chim khoang cổ. Hai con chim khoang cổ thì lúc bây giờ là xách hai con chim đi ra xe rồi thì chạy thẳng về Tân Châu. Thì ở đó là ông quận trưởng ông đang chờ, rồi mấy ông cả trong làng đang chờ sốt ruột là giờ này mà vẫn còn sao mà chưa về, gần 11 ngày giờ chưa về ta. Khi mà về rồi thì sách chỉ hai con chim phân cổ vô, rồi ông hỏi cò đâu, cò đâu. Thì nó bữa nay bắn dở quá chẳng được con cò nào, chỉ có chim hai phân cổ mà thôi.
mấy ông tôi mới xúm lại là ông cả trong làng này kia rồi, nói Tèn ơi, thịt cò nó không mà ngon mà cái thịt chiên phân cổ đâu, phân cổ mà nhất cái bộ đồ lòng đấy ha, là xào nó nhậu là thôi không còn kể nữa. Rồi mới là ăn cái bộ đồ lòng xong rồi mới là tới thịt cò, thì mới kể lại cái chuyện đó là ở làng Hòa Hảo bây giờ đang xuất hiện lạ, có cậu Tư Hòa Hảo con cả nó gì vậy này, mà cũng như Trang lại nói của ông cậu Tư đó. Rồi mấy ông này kia bình luận thì cuối cùng rồi ông quận trưởng quận Tân Châu ông nói đó chẳng qua là tâm linh phúc đức của cậu Tư Hòa Hảo mà thôi, giờ im bỏ qua. Thì lo ăn nhậu xong ở trên đầu thì nói chung ra đó là riêng cả đào thành đô đó ít ăn ít uống, ông suy nghĩ cái chuyện lạ ở làng Hòa Hảo, Tư Hòa Hảo. Cái hôm nọ đó là ông xuống ông định ông nghỉ một đêm coi cái ông cậu Tư Hòa Hảo này có sao, thì kiếm xuống là Hòa Hảo. Cái đêm đó đó là ông theo dõi đức thầy để coi đức thầy một vị nào hay là tâm linh đức thầy sao, thì ông đòi xin là để ông xin ở lại để theo dõi, mà đức thầy chưa có nói thì thầy biết tâm niệm rồi, thầy nói thôi ông cả đặt vô ở lại đêm nay ngủ tu đêm, thì đúng cái tâm nguyện của ông đã cải đạo thành đô rồi. Cái đêm đó thì mới vô trong phòng nghỉ cũng 9 giờ tối, thì thầy mới thôi ông cả vô trong phòng ông nằm trước đi. Thầy ngồi đó nó có cái bàn và có cái đèn đó như cái bình mực lấy tre, thầy mới ngồi chút xíu thì lúc bây giờ là ở ngoài nghe có tiếng ngựa dừng ở trước tổ đình, thì có một cái hai vị đó ôm sách vô, ôm sách trộm vô, ôm sách cũng vậy nè, vô mới trình cho thầy. Thầy nói ờ gì được, cái chỗ này có sửa lại. Rồi cứu thầy mới đi ra rồi thì hồi cái nghe tiếng ngựa tới nữa, tiếng ngựa tới mới trình thầy nữa. Thì thầy cũng nói đi ra vậy, thôi bây giờ cái này được, cái này chưa được, phải sửa lại đi ra. Rồi tới cái thầy nói gì được. Mà có cái cõi nào tới không biết, dòm thấy ông ấy nanh gút rồi mặt mày dòm thấy ngán lắm, rồi ông đẩy chùm mình lại mà dở ra từ hồi lúc 9 giờ tối 10 giờ tối mà tới sáng luôn, thì tới gần sáng rồi thầy nói giờ này qua giờ dương rồi không phải còn giờ âm nữa, mai mốt có cái trình không có trình dậy cũng sớm. Thì trở lại cái mỗi chuyện mà hai con chim khoan cổ, đức thầy làm việc từ cõi âm á, rồi cõi dương, cái thầy là làm cho tất cả ba cõi sáu đường. Đức thầy là vì dân cái sứ mạng lớn lao, thầy trở lại đây thì lúc đức thầy ra đời thì cò cũng kéo về trùm điệp để dừng tre, để các ông biết trước là đức thầy ra đời giai đạo 3 năm. Cũng còn hai cái diêm cổ đó thì cũng xuất hiện vào năm đó, rồi kế đến bây giờ cũng lại xuất hiện nữa, rồi có ý nghĩa gì, rồi 18 viên đạn ý nghĩa gì, bây giờ mình mới trở lại theo cái ý. Bởi vì cái vị Phật ra đời đó là ngài cứu khổ ban vui cho vạn loại chúng sanh, nhưng mà ngược lại dòng thời gian mà lịch sử Phật giáo đó thì không có vị Phật nào mà lâu hơn Đức Thầy cả. Ông Phật thầy Tây An thì ổng xuất hiện vào mùa thu kỷ vào 1849, thì tới năm 150 50 1146 tịch diệt rồi, chỉ có 7 năm thôi. Rồi kế đến Bổn Sư cũng có mấy năm, Sư Giảng Khoai cũng có 2 năm, Phần Trầm nữa cũng vậy. Tuy là phần xác của miên, phần hồn của Việt xuống lên đầu đời, tới ông ba có chuyện ra chính bổn rồi, ông ba có tịch diệt. Đức thầy chúng ta hôm nay thì nuôi dưỡng cái thời gian nó cũng quá dài dặn nè. Từ năm 1939 mà Đức thầy nói ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, truyền dạy bảo cho mình, thời gian quá dài dặn nên Đức thầy đưa ra cái bốn ăn, nhất là cái ăn tam bảo đó, Phật pháp tăng khai mở trí óc cho sáng suốt, Phật đăng toàn thiện toàn mỹ bác ái vô cùng biết cứu giấc sanh linh gửi dòng trầm luân khổ hải, thế nên cài mới truyền lại cái chánh pháp, tức là những lời chỉ dạy cho các chư tăng nó đem nền đạo của ngài ban bố khắp trần thế. Các chư tăng chẳng ai lạ hơn là đại đệ tử của Đức Phật, mà Đức thầy là một vị đại đệ tử đó. Tôi còn quên rằng là tôi đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở Ấn Độ thì Đức thầy chúng ta cũng đệ tử trung thành, và Đức thầy cũng là một cái vị Bồ Tát Ấn Độ ở bên nước Ấn Độ. Thì hôm nay cái trung tâm Ấn Độ đã về đất nước Việt Nam chúng ta,
là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Kỳ này ngài trở lại ngài chọn người trung và hiếu, ít nhất phải có trung và hiếu. Chỉ trung là gì? Là hết lòng. Bây giờ Đức Thầy dạy bảo hôm nay, từ ngày Thầy ra đời dạy đạo hôm nay, nó là lòng thương chúng phiên răng đủ thế mà nào khác dễ chưa đồ ế, mà bán rẻ rề ít kẻ hỏi mua. Chân lý bây giờ đó, ngày xưa là chánh pháp cao thượng của nhà Phật, thế mà hôm nay đưa cho mình đủ hết trơn. Cho mình coi là nhiều vị ra đời cũng đủ cho một chữ tu không sống. Thì tất cả những cái vị mà ra đời đó là từ Thầy Tăng xuất hiện từ Lạc Tầm Sơn, đó là về cái thể Bụi Sơn Kỳ Hương á, cho đến ông Ba đó, là đến 9 năm sau, 136, thì ông cô không được, chúng sinh này phải tặng diệt chứ không để được. Nhưng mà vì Phật Tổ vì quá thương chúng sanh đi, ngài thương quá thương, không thể nỡ là bỏ chúng sanh để nằm trong cái biển mê, biển khổ rồi phải chết, phải những cái việc này quá khổ. Nên ngài mới xin quản lại từ năm 39 là Phật Thích Ca Mâu Ni cho ra lệnh cho Thầy giải đạo. Như vậy thì Thầy ra đời giải đạo từ năm 1939. Mà bây giờ đó coi từ cái tiếng Phạn, quá mất mỏ bởi chân Phạn ngữ nên người đời có kiếm cho ra mỏ chuông bài đập tụng ó la chứ hiếm cả tường thông nghĩa lý. Được Thầy dạy tiếng Việt Nam cho mình luôn. Biết dễ trần để nói lời thường. Lời thường là lời nói ra hiểu liền, là biết liền. Giờ nào lời đó Thầy chỉ biết là ra đời dạy dỗ anh em. Xem qua ít bận ráng đem vào lòng. Người tu như cõi bá tòng, ai cũng quý cũng trông cũng nhìn. Sửa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sửa kinh rõ ràng, chừng nào ta gặp hớn hoàng, chúng sanh mới hết thằng nàng số căn. Mà hớn hoàng đó là cái gì? Hớn hoàng là đời như Chúa sẽ trở lại, là thời kỳ Thượng Ngô Thánh Đức. Đó, như vậy thì ngay cái lúc này là cái lúc mà Đức Thầy trong bài sứ mạng ngài còn nói rõ cho mình nghe đó. Thiên tạo đã xét định cấp chúng sanh trong cái thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê dập dục chìm đắm trong cái biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Lực trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác quá nhiều. Bây giờ cái người tội ác quá nhiều rồi, nên từ cái chỗ đó mà Đức Thầy cho biết là ta phải dừng tay đó, chờ đợi linh thiêng Đức Hợp Lễ Sĩ Phân gia chúng. Qua thêm một cái phần nữa là bảy cái bài pháp luận, mà cái bài sau cùng hết trơn á, Đức Thầy nói thế này nè. Thầy, trong khi các trò còn ở nơi biển mê sông khổ, ở nơi đây là nơi biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời, thường bị là có bị rồi bị nữa. Từ đời vô thủy bây giờ chúng ta đã muôn lý kiếp ở cảnh trần sông khổ dạt trôi mà vô lượng thứ, không biết còn thứ mấy nữa đó. Quá khứ rồi đó, giờ mãi đi sai xơi cuộc kia chơi, nó kiếp kiếp đời đời lên xuống, lên là xuống, xuống là lên, lưng hồi chuyển kiếp không biết bao nhiêu rồi. Mà mai duyên là trong kinh nói là nhân thân năng đắc Phật pháp năng danh, thân người Phật pháp đã khó được Phật pháp có nghe. Hôm nay được chúng ta được thân người được nghe Phật pháp, mà nhất là trong cái thời kỳ này là cái thời kỳ là chúng ta được sống là trong cái môi trường đạo đức là chân lý Đức Thầy đã dạy bảo chúng ta, hôm nay là được trong cái vị trí này nó quá hạnh phúc. Thở ra đó là thường bị những cái nghiệp nhiều đời đã bị rồi và bị nữa, mà làm cái linh hồn mới chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp ấy, cũng tại vì lục căn mà mới đắm lục trần. Lục căn thì có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nhiễm sáu trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thành thử ra đó là trong cái thời kỳ này mà chúng ta đang nằm trong cái kẹt là lục căn đã nhiễm lục trần. Ý thức lầm lạc thấy khiến các trò nhận thấy cái thân ô trượt này là thật, cái cảnh phú quý cùng cuộc tồn tại vui sai nào hay thân vô thường tạm mượn. Chỉ vô thường là không thường còn, mà tạm là mình mượn ai đỡ tạm rồi thì phải trả người ta. Mượn tức là phải trả. Thân tứ đại phải trả gì? Tứ đại. Khi cha mẹ sinh ra thì chúng ta không có quần áo, không có tài sản hết trơn, chạy lũi ra rồi chạy lũi hết trơn, rồi mới khóc là khổ a là không bằng nhầm, không bằng lòng với cảnh trượt trọc này. Cảnh đời này thấy khổ, bước ra cảnh đời này đều thấy khổ. Nên khi ra khỏi mình mẹ đó là ra khỏi cửa sản, cửa mà sản ô uế đó, cũng như hai viên đá mà ép vào mình, nên cắt da, cắt lên tiếng khóc không bằng lòng với cảnh trượt trọc này, mới khóc là khổ a. Khóc một hồi đó là khi ra đó là gió đồ khó chịu rồi, hồi mới khóc là tu qua. Cảnh đời này tu mới có qua, còn không tu thì không qua được. Chỉ có tu thôi. Mà con người khi giác ngộ được chân lý là sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió nhãn xương. Như vậy thì nói chung đó là sắc nước hương trời của các trời khắc chi trành qua sớm nở chiều tàn. Cái sắc nước hương trời là rất là đẹp, nhưng mà thấy rồi cũng già nua lụm cụm. Mấy người già mình thấy mình đâu có chịu.
lương cơm gói mỗi rồi đi đứng xéo xiên rồi uống ăn đó là Đỗ Tháo bọn trẻ dây kinh già là nhờ cậy đi thì tay nương cậy phế diệt văn quan tinh thần hao kém cái lực họ toàn họ kéo họ quên nhiều khi làm đổi tóc bạc da màu đó là một cái con đường định lực phải đi đó. Nên thầy sẽ biết là rồi mòn lần đến lúc lâm chung giả cõi tạm theo đường tối phước. Thấy không? Nên chúng ta bà này như tim đụng vào mòn thân tứ đại của người cũng thế. No thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan dình với lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đậu mắt cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Mà nếu không tu thì việc tu thân thiện tính năng hời chừng quả đến nghe cho khó tránh hay sao? Bây giờ đang tai họa lại. Nên chúng sinh bây giờ đó là lòng dạ thay đổi gì đủ chứ mà thầy cho biết á. À ngoan lòng dạ đổi dời ấy giờ khổ não trên đời là đây. Phải không? Bị hạ ngoan lòng dạ đổi dời đây thì bây giờ khổ não tới đời là đây sao? Đến đời là đây. Thì bây giờ tới cái chuyện mà tới đời rồi thì khổ não, mà bây giờ phải đến lúc khổ não chưa? Đem cái trí mình buồn rầu đau khổ mà tại nơi mùa thu trời thu ẩm đạm ai đi. Không phải là may kéo mà mùa bịch gọi là mà ẩm đạm ai đi đâu, mà người ta ẩm đạm ai đi á. Ngồi tới đâu thì rầu tới đó, ngồi tới đâu thì buồn ẩm đạm tới đó, không còn chút nào mà vui vẻ gì. Tin những xét đánh bên tai không? Hồi cái nghe người thân nó bệnh nó là đi là cách ly rồi, hồi cái chết rồi, hồi cái là gì không được, đồ này đi đi không được rồi, ô thôi gì quá thích đi. Thật ra từ cái chỗ đó thì cánh đời này đều là giả tạm hết, buông bỏ hết. Nên vì lẽ đó mà thầy nó khắc nước hương trời, có khắc trò, có khắc chi cành qua sinh nở chiều tàn không chi bền chắc. Có bền chắc đâu, hồi đó giờ có ai mà chắc đâu, trên bàn thờ có mấy cây hương đấy, chứ có hàng triệu tỷ người ngồi chỗ đó đó. Còn tội chứng linh hồn thì sao? Phải chịu luân chuyển báo đền à. Luân chuyển là thay đổi hoài, có khi làm người, có khi làm vật, có khi làm kia đủ chứ. Mà Đức Thầy chỉ biết là chuyển luân trong nhân vật các loài căn mờ ám làm điều dài dột. Thấy không? Lúc Đức Thầy mà khi mà Ngài ở Sài Gòn đó, cái cô ký đó là nội trợ cho Đức Thầy. Cái bữa đó là cổ đi chợ đi. Cổ đi chợ cái bắt đầu là bữa đó về quá trưa đi. Cái Đức Thầy hỏi cô ký gì chứ, bữa nay tôi đi chợ làm sao mà cô về chưa dữ vậy? Cô ký nói bữa nay người ta đông quá đông thầy ơi. Nay người ta đông quá đông mà chen chân không lọt. Thử ra con đi mua đồ chậm trễ chen chân lọt. Thế thầy nói thôi giờ cô nói đông thì để ngày mai đi cho cô biết coi đông ít nha, nhưng mà cho cô biết chuyện đời tí. Thế ngày mai cô cũng đi. Nhưng mà ngày mai cô nhớ là cô lợi cái của cô, cái kệ thịt 21 đó nha, cô không mua thịt. Thì sáng cô ra cô đi chợ. Cô đi chợ thì cô đi đầu này hết tới đầu kia, đi dài dài cô với toàn bộ là cái mình người ta, mà cái đầu của ai không à, đầu con này con kia không à. Rồi cái thịt cũng vậy đó, tôi đi từ cây thịt số 1 tới đến số 21 là 20 cây thịt trước là đều là thịt người ta hết. Đầu giò cắn tay chân người ta không, mà cổ lệ lại cái cây thịt số 21 đó là mới có thịt là heo. Như vậy thì bây giờ đó là căn cứ theo kinh đó là giết một mạng thường một mạng, mà đâm một dao thường một dao. Như vậy thì bây giờ đến cái lúc là Đức Thầy trở lại. Bây giờ Thầy trở lại đó là Thầy nó cứu lương hiền, chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Vậy là sau của cái hợi, sau của cái tí. Có những em đạo hỏi gì chứ, mà tôi nghe ông nói gì sao tôi thấy là thầy nói qua năm tức hợi Phật trời định thân. Thì nói đúng rồi, tại vì qua năm tức là 18, mà qua năm hợi 19. Thì qua đó bắt đầu tới định thân rồi nè. Thì chim ô đại giữa cầu ngăn, người xưa trở gót cho gần người nay. Người nay rồi dạng thấu nay thì là thấy tặng mặt mày người xưa. Rồi đây chúng ta sẽ thấy tặng mặt Đức Thầy. Vì thì chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tới độ dắt lần về ngôi của Ngài mở rộng quy khôi non thần gian chuyển cùng ngồi sử phân. Thì bây giờ đó là lúc Thầy ra đời thì cũng hai câu chuyện phân khổ đó.
Chứ bây giờ mà mình nói hai chim Phụng Hoàng thì không đúng. Con chim Phụng Hoàng đó là cái mỏ nó vắng hơn, nó đỏ hơn, mà cái cánh nó đưa lên một cái đen là giờ thấy rất là đẹp. Mà thầy chỉ biết là chừng trần gian kiếm thấy Phụng Hoàng xòe cánh múa chào mừng Phật Thánh, thì lúc đó là cái giờ sắp tổ hợp luôn qua. Còn ngay lúc này là báo tin đó, là báo cái tin đó là cặp khoan cổ này trở lại đó, là sẽ cho cái niềm tin vui cho toàn thể chúng sanh biết là Đức Thầy trở lại. Mà cái tin vui này thì đó là vui cho cái người tu và khổ cho cái người không tu. Nên Đức Thầy chỉ biết là nữ nam muốn rõ âm hao. Âm hao là tin tức mà ráng trao đức hạnh đó, ngày sau sẽ tường. Chỉ có đức hạnh nên là mới mới tường tận mới thấy được thôi. Chứ còn ngay lúc này thì lúc Thầy đã tiên tri hết rồi. Lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ rồi kỳ, nay có hay chưa? Mà chưa lại cho kẻ chẳng ưa cho người tâm đạo biết thừa tới đâu. Mà giờ đó là con chim phân cổ này ở đâu phương trời nó không biết, mà giờ xuất hiện vậy đó. Rồi nó bay lên đó. Rồi sau kia cái tin là bây giờ nó đang bay dựng sang đó. Mà bắt thì không ai bắt được. Thì cái tin này đó là sẽ báo cái tin niềm vui lớn cho người tu. Để Đức Thầy ngày khi mà sắp đó là mở đạo thì hai con chim phân cổ này cũng là xuất hiện. Xuất hiện để tạm thời lấy cho hai cái chú lính này để bắn thôi. Chứ còn mà nếu không không nếu thầy nó giả cho bắn thôi đó. Rồi bây giờ có hai chim này xuất hiện nữa, là hai cái lúc đó đó là con chim này là bị bắn chết rồi. Thì bây giờ đến nỗi khổ này là chúng sanh chết rồi, thì nói chung hai con chim khoan cổ này trở lại sống trở lại, mà sống với sống cái gì? Bởi vì sống là sống với lễ đạo, sống với cái niềm tin chân lý. Rồi đó là mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lăng giữa trời là còn còn sống đó. Thì từ đây sinh lên đó là về cái tương lai hạnh phúc á, chúng ta không thể lo được. Mà bây giờ chỉ lo có bốn mà lấy hai thôi. Sao gọi bốn rồi lấy hai? Bây giờ một có là chết hay là sống. Nếu mà chúng ta không chết thì chúng ta giữ được cái mạng sống còn đó, thì chỉ lấy một. Cái kỳ này là tặng việc nhân gian trực thiên khoa. Chỉ tặng là hết mà việc là bỏ đó. Lão giả hậu quy nhân, lão giả mà ly kỳ thiên định, dĩ thiên la, thì này trà định với máy định đó. Giờ cái thầy nó thêm thế này nè, cái thầy nó cổ ngữ hằng ghi thẩm cổ đa. Cổ ngữ là cái người xưa, ngữ là lời nói, mà khổ cái này thì khổ thẩm cổ đa lắm. Tặng việc chỉ tặng là hết việc là bỏ đó, việc là gì đây? Tặng việc nhân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân, lão giả mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la, thì này trà định nó mới nên được đó. Như vậy thì bây giờ đó là hai con chiên phan cổ này là xuất hiện, là cái ngày Đức Thầy chúng ta sẽ trở lại. Mà trở lại kỳ này đó là cứu lương hiền và cứu người hung, mà kẻ chẳng ác tới sao tiêu diệt. Bị người ta nói thầy chết thôi à, nhưng mà thầy không có chết. Bây giờ thầy sống lại đó, thầy sống lại đó, thầy sẽ trở lại đó. Chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng trùng phủ che, nhiều anh em đồng đạo nói thầy bây giờ chết này kia rồi. Tới nhà nước ta còn nói mày ông tin thầy ông gì phạt không, nhưng thầy gì phạt sẽ chết được. Cũng như ông Đạt Mã Tổ Sư đó, nghĩa là yên chi đó là mà già mà giết ông Đạt Mã đó, ông chỉ dạy ông quá ra đó là cho cái thân ông rồi giết mình, còn một chiếc dạy ông quẩy gì ông quẩy gì tới đó. Thì cái thầy chúng ta cũng vậy thôi, thì thầy chúng ta trở lại mà trở kỳ này nó là thầy cho biết đó là chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bụng đạo bóng trùng phủ che, thì cái hiện tượng bệnh này nó là cái thầy sẽ trở lại chết trong kỳ thì trở lại đó. Mà thầy trở lại cái căn cái bộ người gõ đó, ba gia hiện mặt cao đàm tử kỳ cửa rộng khai hoàng bốn phương, thì hai con cái cặp chim này là báo hiệu này thì trở lại. Rồi nói thêm cái ý nghĩa của 18 viên đạn. 18 viên đạn này đó là trước đây đó là hai cái tay mà xạ thủ này, hai tay này đặc biệt lắm. Thì bây giờ nó là sau này đó là nó chỉ còn có hai khối thôi, một hai khối, thì nghĩa là lời tiên tri của ông á là ông Trần Trình đó, ông cho biết là chỉ có còn hai cái mà nó tranh đấu nhau thôi. Là hai cái thế nào? Hai vị xạ thủ đó đi xuống đó là hai đó. Ông cho biết đó là trục kia chọi với đồng minh, là chỉ còn hai khối thôi, có tự do và có chủ nghĩa thôi. Hai sông khô cạn nhược tinh rạn ngời, ra quay tới dẹp mọi nơi, thì năm châu bốn biển tây phơi chập chồng. Hay là ông cho biết đó là năm châu nổi sóng một khi, thuyền bay khói tỏa tử thi như bèo,
mưa dầu nắng lửa sấm reo, hai lồi sâu xé quả gieo nhân lành, mà biển đông mà nổi sóng thì cuộc đời lao đao, chúng nói năng gì đó. Rồi bây giờ đó là 18 nước, 18 nước nó kéo là về biển Đông, Trung Quốc này bành trướng là nó tính là làm bá chủ toàn cầu. Thì giờ nó ký nhau để là nó quánh cái thằng Trung Quốc. Như vậy thì bây giờ đó là thầy nói là lầm than khói lửa với binh đao, Âu Á lung tung nhuộm máu đào, bá tánh say xưa mùi phú quý, thì sau này sẽ dính đến đồ lao. Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì ca giữ giới mà, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại giác thiền chuyên chở lúc can qua. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chớ hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ hoàn cầu để nó ấm cùng non. Thì bắt đầu đó là nó hiện tượng đó, thì nghĩa là đến lúc là hoàn cầu đó là sẽ đến lúc là đến là xem ra cái dùng vua chúa của sau này xem rực rỡ, để rồi trở về đó để hưởng cuộc đời cùng với thánh đức. Nên đức thầy đó ngài cho biết là khi ngài đã đời thì con là cha con hỏi ơ thầy sao tới ngỗng ngơ thương mến, ngóng trông chờ dẫn thời đưa đến tặng chung cùng một cuộc bình tương, cây ngô đồng hướng dĩa đựng xương cho chim phụng mặt bình xe múa. Thì rằng rằng cái cặp phân cổ đó chồng nó là để báo hiệu là cái cặp chim nó là đến đây rồi nó sẽ có cái phụng hoàng đó đó. Rồi bây giờ thầy kia là tích đức chờ ta chứ miền hò mà hò hẹn chừng nào, thì nó hò hẹn tháng tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mặt, ta mới thỉnh thơ chở của ngài. Thì bây giờ đó là liếc nhìn thế giới căng qua ngàn muôn binh tướng xuôi ra chiến trường xuôi qua trận, thì nó nổ một cái tiếng mà súng đầu thôi, thật nhân thôi, thì non thành gian chuyển cùng ngồi chữ phanh. Rồi đức thầy mới nói thêm thế này nè, thầy nói đời cùng tu gấp kịp thầy, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nữa sao cái việc biết đời bây giờ chưa thấy, nó thời chưa tin bây giờ tới việc đó, sao của cái hợi tí sủ dằn mẹo thì thấy trơn mà không tin gì đó. Lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nó có hay chưa, mà chưa lại với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo được thừa tới đâu thấy trơn gì không tin. Thì ngay lúc này đó là ngay lúc là cao điểm, thì đức thầy mới khuyên mình là tính nữ thiện nam dình mỗi đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh mà chỉ lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ nài, vàng đá bao phen cơn nước lửa, thì thao lắm chuyện lúc non hài, bệnh gan chờ đợi ngày sinh nghiệp, cân chiến chân mong bữa tiệc hai, thiên địa từng quần gom một mối, gom ở đây đó thì đó là phàm trần dẫn tiếp kiếm một lai. Vì thì trong cái đời cùng đó mà đức thầy nói cùng như thế nào, thầy nói thiên địa, thiên là trời, địa là đất, u là tối, minh có sáng, thiên địa u minh, dĩ đạo tràng, dĩ là sao đó, chứ không phải dĩ là đuôi, dĩ là sau này đó. Thập bát dương hầu đó là 18 nước đó, 18 viên đạn đó là sau này là 18 nước đó. Thập bát dương hầu lỵ hát khang, thì nói chung đó là hai cái con chim phân cổ nó cũng hy sinh đó là cho một bầy cò không chết, thì ai là cái người tu hiền thì bây giờ nó sẽ hưởng cuộc đời thượng vô trên đất còn sống lại, còn nếu không thì kỳ này bị diệt á. Vì này là nếu mà không sống là bị diệt đó. Để ra nó có 24 cái thôi, một là chết, hai là sống. Nếu mình giữ không có chết mà các bạn còn sống còn là quý rồi. Thêm một cái nữa đó là mất và còn, mà bây giờ nó mất đó là tiêu diệt luôn đó. Mà còn là còn gì hồi luôn qua. Thành thử ra là kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được gần bể ngọc Long Sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Chuyện này đó là khi thế thầy đi vào Lục Châu đó là ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không, có người đạo lý hơi thông, xin ông bài tỏ cho tôi hiểu rài đi nghe, liền mới tỏ bài lúa bay về núi đó dành gần ngày sau. Thì bay về đó đi dành chứ còn tới đây thì ông ba cho biết là sáng cơm chiều cháo qua đèo à, tứ phương bảy bữa nạn nghèo không cơm, mà thầy chỉ biết là no chiều lại đó, mai dương trần sắp dướng bệnh thời từ đấy. Rồi bây giờ thêm cái phần thứ hai này đó là nghe ta lên mạng lên clip, ta nói có cái ông lão này, ông trèo thiền từ chỗ đốc trèo xuống, mà cái ghe lường, cái mũi nó hơi đỏ, và cái ông này bằng đồ già đựng lá, ông trèo. Thì trong cái việc đó là, cái đó là theo tôi nghĩ là một cái điềm thôi, chứ không phải mà đức thầy là ngài là một vị Phật, thì khi nào mà định dịch tả là chết thì thầy về cái chân bộ người gõ
ngay bộ ngay ngõ ngay trong cái chỗ chỗ đình nhà được không? Thì cái đó là những cái điềm để báo rằng là ngài Đức Thầy sẽ trở lại, nhưng mà ai là cái người tâm đạo, thành thử ra đó là từ đây ai có tới lui cúi đầu lại Phật, lòng vui tư hà tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức hư danh vậy chuyện. Nếu mà chúng ta nó đeo đắm lợi danh thì bỏ cho đạo đức. Và lòng của đại nguyện của ngài là luôn luôn là xúc động tâm hoài gọi chúng sanh, xúc động là luôn lúc nào thầy nghĩ chúng sanh đó thoát ly cảnh tục, đến sao thoát tu cảnh tục sớm tu hành, thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thiền đến bến đưa người thế, chứ đắm hồng trần nẻo lợi danh. Thành thử na gì lấy đó mà thầy chỉ biết là từ đây biến đổi vậy, thì dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, đã có chuyển lai rồi thì phải rèn tâm cho được thân ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời, nhưng mới thấy đời được chứ không thấy đời được. Thì cái thiền này thì mình chỉ là cái thiền là cái gì, Đức Thầy cho biết đó là thiền từ bi đó, thẳng tánh lướt sang. Bởi vì Đức Thầy cho biết đó là thầy về âm cảnh thiết tha tâm tràng đó, thầy giải đạo thì chỉ thời gian đó là có 7 năm 10 tháng 7 ngày thôi, thì cưới thầy để dắt mặt luôn. Thì vợ 6 tháng thì đầu lưỡi tao lại cúc nôi đó, 100 năm hối thôi của 10 người, rồi thầy giáng mặt tôi về coi ta về em cảnh thiết tha tâm trạng. Rồi bây giờ cái khổ lắm á là mới thầy mới trở lại, thì trở lại là thiền từ bi thẳng tánh lướt sáng, ngài thấy khổ chúng sanh rồi thì ngài mới trở về đây. Cái nữa là Phật từ bi độ tử độ sanh là được cái hiền lương nhân ái, nên đó là ngài đó là thiền là lòng thành của ngài, rồi từ bi tận tánh lướt sang đó là qua đông độ mới giác người hữu đức. Kỳ này ở nơi này cõi cõi này cõi trong đông độ là cái cõi Đức Phật Ca Mâu Ni, là ngài đó là Phật tổ mà đang còn dạy chúng sanh trong cõi ta bà này, gọi là thiền từ bi thẳng cánh lướt sang qua đông độ giác người hữu đức. Thầy cũng dâng lên Đức Ca Mâu Ni thì phụ ngài trở đây dạy rồi dâng mặt rồi thầy trở lại đó, ít lâu ta cũng trở về xuống cùng bổn đạo chứ ngày lẫn sao, thì Đức Thầy mới trở lại thôi. Trở lại thì nói chung đó là cái bệnh này rồi đến cái việc đấu tới nữa thì Thầy mới trở lại thôi. Đức Thầy cho biết đó là dương trần chân điểm bốc khoai cho rau để giả tháng ngày cho qua những cùng bổn đạo gần xa tu hành thì trì trí mới là liễu mai sao, hay là thiền bát nhã ta cầm tay lái quyết đưa người không bến sông mê, là giáo lý của Thầy đó, thiền bát nhã đó. Từ sau này cũng có thiền bát nhã thiệt nữa, nghĩa là dân thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian à, chứ không thường đâu. Nhớ đưa nước sống bồm loan rước người tu niệm xê sang thủy tình, ai mà ta giải chẳng dình thì sao đừng trách mất đình mất tình yêu đương. Cái chỗ này đóng ngoặc một chút xíu để mình kể mọi chuyện của ông Năm Hiệu. Ông Năm Hiệu thì lúc đó là ông thời gian ông có quy thầy đi, nhưng mà ông còn tất cả đó là cái chuyện gì ông cũng có tứ biểu tượng cũng có ống đó, nhưng mà sau khi ông quy thầy rồi ông còn uống rượu, uống rượu muộn rượu giờ ông là ông uống một cốc rượu là chuyện cơm ngon. Thì cái thầy nói ông tu ông còn phạm giới, nó dạy cho thầy con tu rồi cũng thầy còn giới đâu, thầy nói ông tu mà ông còn uống rượu thì thôi bây giờ ông đừng uống rượu phàm nữa, thôi sau này ông ráng tu đêm về uống là bồ đào rượu thánh thánh trà tiên á, bồ đào rượu thánh trà tiên mà cái ly rượu cái chừng nó tay mà uống nó, con người nó chiếm mà minh mẫn lắm, sảng khoái, còn rượu này uống biết đốt chi tệ hết. Cái thời gian thì Đức Thầy thì đi Sài Gòn, ông mới đi ngoại, đi ngoại thì tính ở đó để mà làm phận sự tiếp thầy xa gì đó mà mấy, thì ông bệnh bắt đầu bệnh đi. Ông bệnh cái Đức Thầy mới nói ông Năm nghe ông bệnh là bớt chưa, nên dạ thưa thầy cháu không gài không được bớt. Thưa thầy mới ghi cái toa thuốc, nghĩa là cho ông rỡ nó đi mua thuốc đem về cho bớt. Thì ông rỡ mới đi mua, thì khi mà đi mua đem về cho ổng đó là ổng hỏi thuốc gì, cái nói thầy lưu tay cho ông uống đi, nghe không, tôi nguyện là uống thuốc thầy với vàng nước lã không mà, chứ tôi mời nó không muốn chứ. Cái đem thuốc nó không muốn đem thì cho thầy,
cái đem cho thầy, cái thầy nói xong đưa cho uống, ông nói sao thầy ông uống, nói uống chi thuốc thầy và bài không à, cái thầy mới đem lại, thầy nói ông Năm, tôi mà còn thuốc rồi đó, ở trên ông xá xuống nó dạ thầy con nó nguyện lòng con rồi, con không có thể mà uống thuốc tây được, uống thuốc bà bài với dạ nước lã với vàng thôi, để thầy cho phép ăn mặn không ăn luôn. Rồi bây giờ thầy nói có đeo bệnh tật vào thăm với vàng xe nhỏ giấy phần độ vô thành lòng nước lã nên hồ hữu tâm chí đức cam lộ phật quang, thì bây giờ nó chỉ còn ở là nước dạ lã với vàng thôi. Thành thử là đến cơn đau thì phương thuốc phải tìm, gặp biến thước qua đà lại thế. Bây giờ tìm gì tìm chứ cũng không trị được cái loại bệnh này. Thuốc tìm hoài thể diễn được khắp năm châu thế giới này. Mà đến thời chúng ta là ông qua đà tới thế trở lại. Không tìm ổng thì tìm ai vậy? Bây giờ là phải tìm ổng mới được. Giờ tìm ổng ông trị cho. Thì là ông trị là chỉ có những cái giấy vàng nước lã thôi. Uống thôi. Phật thầy Thái An đã đời cũng vậy. Ổng cũng là trị bệnh đó là dịch tả thì cũng bằng nước vàng với lã rồi thôi. Bệnh nó là trùng điệp luôn. Ngày tới con chó chết chứ xong mổ lâu lên nó cũng trị được. Thầy rồi những gì. Chị không biết bao nhiêu bệnh đó là trùng rồi bệnh người ta như hai vợ chồng này chết bị trên đi xuống đó rồi vợ chết rồi nó mà sinh giờ như lép mà thầy cũng muốn thuốc lá thầy cũng trị cũng sống lại nữa. Thì sau này chỉ còn là giấy vàng nước lã thôi. Bông trang thôi chứ ngoài mấy thứ lá của thầy nhưng mà bây giờ còn nhất là giấy vàng nước lã thôi. Như vậy thì bây giờ đó là khi mà ông là ông Năm hiểu rồi đó thì sao thầy mới hỏi nữa thì ông cũng không nói gì, thầy nói thôi giờ ông về thì đưa ông về. Thì khi mà ông Năm hiểu ông về chỗ này đó thì thời gian cũng bệnh dai gió cũng vậy, thì lúc đó thầy mới về thầy đi thuyết pháp trên Tân Châu. Tân Châu thì lúc bây giờ là chạy giam người ta mới chuẩn bị đồ tùm lum hết trơn, mà lúc đó là ông là ông Năm mà ông về đó rồi, rồi khi mà về đó là đức ông đó mới là đem cá rồi đem cải rồi lên nấu canh nấu cũng không ăn. Cuối cùng rồi đức thầy mới từ Tân Châu thì về thì ở với cái trại giam đó người ta mới sửa soạn lễ đài để cho thầy lên tiếng pháp, nên thầy nó khoan nó về đưa ông Năm lên đường đi cái cho đi cái thì thầy về tới vừa ghé thì ghé vậy đó thì ông Sáu Phu đó là ông là cháu của ông Năm, thử ra đó là trước đó thì mấy ngày thì ổng mượn ông Lợi rửa nhà rồi là ông thục thục nước rồi bữa trên thì bà Năm nói ông làm gì đó mà nhà cửa gì mướt nhẹt đó, nói bà ngày tôi chết là thầy trở về, thì nói chung ra là ngày tôi chết là thầy trở về. Thì về thì thầy vừa bước lên thì nói chung ra là ông Năm cũng vừa đi, thầy lấy tay từ mặt ông Năm mới lên khoảng có 3 thằng, thầy vuốt thứ nhất vuốt lần thứ hai nữa rồi ông Năm đã đi. Trong cái câu chuyện nó cũng còn dài dòng nhưng mà mình chỉ nói đại khái thôi, nhưng mà lúc mà ông Năm ông bệnh thì thầy có về thăm một lần đó, là trong đó cũng có nhiều anh em đạo, với thầy nói sau này có ngày mà đại hồng thủy đó là nước dâng lên 93 cây dầu mà không có cái vật gì mà còn cái thành thử ra đó là chỉ có ông Văn Thù Sĩ Lợi ông chèo thuyền ông cứu thôi. Thì có nhiều anh em đạo hỏi thầy chứ người ta thì trôi nổi chết muôn trùng vậy mà bây giờ nó là ma năm dân thù suy lợi sao cứu hết được thầy. Thế thầy năm biết mọi chuyện của ông Tề Thiên không? Tề Thiên ông bứt cái lông cái thì ông quăng ra cái thì muôn ngàn Tề Thiên khác. Hồi sau này là hàng triệu của Bồ Tát, hàng triệu thiền Bát Nhã. Nên thầy chẳng biết là dân thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã cứu thị trần gian. Gió đưa nước sóng bờm loan rước người tu niệm xê sang thủy tình. Ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thầy không yêu thương được. Thành thử ra đó là bây giờ đó thì mình thấy rằng là ông Văn Thù Sĩ Lợi đó ông chèo thuyền Bát Nhã ông cứu, mà ông cứu là cứu người hung, cứu người hiền là chấm cứu người hung mà. Thì bây giờ đó là trong cái việc giờ này thì cái giờ để thầy cho biết đó là kẻ hiền đức sau này được hưởng, phải có ngày hưởng thôi. Phép thần linh của Đức Di Đà lại được gần bệ ngập con xa coi chư quốc chinh trình cho báo. Thì đến lúc là chừng nữ cấm lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ chẳng ngôi. Tu hành nó được thảnh thơi lại xem được Phật được trời báo thai, người này xem được Phật được ông trời luôn. Thành thử ra đó là cái thời kỳ này là thời kỳ là đến lúc là chúng ta không còn chờ đợi, mà Đức Thầy cũng không còn chờ đợi nữa. Chờ đợi mình nó quá dài dẳng rồi, mấy mươi năm rồi,
không vị Phật nào lâu thầy. Thành thử ra cái kỳ này là cái kỳ là đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chớ sờ ngủ lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo chứ còn mới hay. Trong cảnh ta bà này khổ, trong tác được khổ có thể nảy sinh năm muôn ngàn sự khổ khác. Khổ gì mà tiền miên từ kiếp này đến kiếp khác, mà mai duyên hôm nay được gặp ông Phật cũng ra đời mà không tu nữa thôi. Thành thử ra kỳ xã tội nó còn một lúc. Sao chẳng tu đừng có hưởng nhờ gặp dẫn kinh càng cứ làm ngơ mà chồng bóng kiển nhắm chi hướng nấy. Giờ chồng bóng kiển nhắm chi hướng nấy. Thì bây giờ đó là đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm chứ sờ ngủ lắm vậy không? Ủa, không nói chứ không biết mình ngủ. Rồi cái kỳ này đó là nếu mãi mê mang mù tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chúng nơi hà. Rồi không được làm thân ngữ ở chờ đợi quầy muôn lý tiếp. Rồi biết chuyện nào được đến thân ngữ nữa, rồi biết nào gặp Phật nữa. Xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây. Nghĩa là đáng lẽ ra bị tiêu diệt từ năm 1986 rồi. Thì bây giờ đó thì nuôi dưỡng mình hoài 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 tới cái giờ này mà không tu nữa thì thôi. Thì đến lúc là kẻ tà giang sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Mà thượng cổ kỳ này nên sửa lối à, theo nhà Phật giáo phải như keo mà được. Phải như keo mà được chứ còn không như keo là sức. Thành thử ra là trong cái thời kỳ này, thời kỳ gọi là con đường này là chỉ con đường cứu cánh nhất cho mình thôi, là chỉ còn pháp môn tịnh độ. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là thiện duyên ấy cũng tại nơi ta. Gây tạo thiên duyên với Phật với Thầy cũng do mình thôi. Hộ niệm quay linh Đức Phật Đà, sớm tối nằm ngồi y chánh pháp, Thầy nguyền dắt đến cảnh long quang. Y chánh pháp là không sai đó. Trong cái bài quy thầy nói tuy các trò có lòng mộ đạo chưa hiểu rành, nếu bước đường đi hãy tự tạm xếp chủ quy thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa nhân lời theo khuôn mẫu. Cái khuôn, cái mẫu thầy đã ra hết trơn rồi. Bao nhiêu lời dạy bảo Đức Thích Ca Mâu Ni rồi, đó là thầy dạy hết trơn. Trên 20 vạn lời. Nếu mà thầy ở đây đó, cái thầy chỉ dạy có bao nhiêu thôi thầy không tin. Nên cái thầy nói sao? Cái thầy chỉ biết là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, phải không? Còn thiếu nữa đâu? Đó, như vậy thì bây giờ nếu mà trong cái mùa thu này mà thầy dạy cho mình đủ trơn rồi thì nói chung là muốn chúng ta mà không tu được cái hen thì thầy cho biết á, con phù du hằng hào đạo biết thầy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết theo chết khô, nhìn đèn đỏ thấy một phù du kẻ phiên trần đã mang mùa thu, đeo danh lợi như con dập ấy. Như vậy thì bây giờ là nay đà gần cuối mùa thu, hết ngu thì dạy công phu gần thành. Như vậy thì bây giờ đó là cái kỳ này là cái kỳ mà chúng ta chỉ còn có duyên cuối cùng thôi, chứ còn thời gian rộng thì không có rộng đâu. Bây giờ thì nói chung đó là không tu chừng khổ cũng ưng, ưng phải chịu, mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Như vậy thì bây giờ đến cái lúc là việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mong tạo quá sách xâm tuồn cổ điển, nặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, bỏ lời khuyên nhân loại khắp gần xa, ráng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật thì mùi hương thơm bát ngát, dưới gương thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là sông bốn biển diệt một nhà, thông ganh ghét giết câu thù nặng quá. Như vậy thì bây giờ đó là lúc là để thầy nói câu này là mình thấy thời gian nó không thể chờ đợi lâu nữa. Người không chết đất chặt thay, dòm xem bất thảm ngày dài cho dân, mấy người còn được xác thân thì là đài ngọc các lân giữa kề, thương trần ta cùng ráng thề đặng cho ba tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải xác thân người đời, phải không? Ông Phật bộ ra đời ông thương nó làm thầy miệng đó, nghĩa là
rốt cuộc tương lai do quyết định phương trời sẽ thẩm mình qua thôi, chứ ngoài ra là không ai thấy thầy được hết. Như vậy thì bây giờ cái thiền bát nhã này đó, theo tôi nhận định là cái thiền này là cái thiền thường thôi chứ mấy gì. Nhưng mà thiền bát nhã của Bồ Tát đó là sau này không phải thiền gì đâu. Rồi thử ra đó là cũng cái điềm thôi, cái điềm thôi, là cho này sau có thiền bát nhã thôi. Chứ còn mà không phải mà thiền bát nhã thầy về ngay lúc này đâu. Bởi vì thầy nó đến lăng kinh cổ của ta, đến lĩnh Phật bà cũng giúp dùm cho, thì tới gì nào mà khổ nó mới có thầy xuất hiện được. Mà thầy về vậy ngay chân ngựa gõ tôi định á, thì nữa cái từ con cái chim, hai con cặp chim phân khổ, và từ cái mà chiếc thiền đó cũng là cái điểm thôi. Mà thầy chỉ biết là từ đây biến đổi gì vậy thầy, dương thế chuyện gì cũng có chuyển lai, mà đã có chuyển lai rồi thì rèn tâm cho được thắng ai, khỏi nơi tà quỷ một mai thay đời đó. Vậy là đời cùng tu gấp kịp, thầy đang xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau tới việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Bây giờ tin chưa? Đó, giờ đây giờ bệnh hoạn tới gì sắp chết chôn không kịp đây rồi, bây giờ đói khát nó tới đôm tới đây rồi, vụ chiến tranh đó là tam châu hữu ngạn đây nó tới nữa, tam châu hữu ngạn liền nhớ xa thập bát chưa ban động tăng qua, rồi dương gian mảnh thú trừ tàn ác lê thứ hội lai khổ thiết tha, tầng ban hộ hạng tiên dư động nam quốc lưu dân kiếm lên xa, phồn qua đô hội lưu dân quyết tới đây nói rồi nào là thách sơn với loạn là cân hiểm nghèo, nơi phía trước cho leo tiên khóc đứng sau lưng hình dấp dễ chơn, nước kia lửa nọ tưng bừng thảm cho thế sự lễ đừng nặng tay, thời cũng bởi không ai tu niệm cứ lẫn lơ nọ biến khoe khoang, đến nay là bữa khoa tràn tam thiên lục bá khắp tràn hải dân đó. Tới cái lúc đó rồi thì nghĩa là Phật thầy Thi An tiên tri là ngồi trên mỏng két với nước rửa tay rồi, bây giờ cái mỏng két nó xây chừng nào mà về ngay cái điện không thì cũng tới đời, mà giờ nó xây hết rồi còn vậy đâu, thì bây giờ đó là những cái gì mà thầy tiên tri rồi Phật tiên tri đã có hết rồi. Thế là người xưa lại xưa người cổ còn ghi như việc lạ kỳ nó có hay chưa nha, có hết không hay không. Thế cái kỳ này là tu kiếp kiếp nó không quá trễ à, chừng đấu đầu có kiếp nó cùng mà đang đấu đầu ở đâu đó. Thở ra cái kỳ này là chúng sinh thở như gà thật thế thôi, phải nằm chờ tới nước bắt ra thôi. Đó, như vậy thì bây giờ đó là cờ đã thắt rồi. Cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi, ai là người quân tử tu mi, phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiền cũng chẳng xa chi, lời cao siêu chinh hải gắn ghi, ta ra sức giấc diệu ba tâm. Thấy không, thân nó cởi ra mà giờ làm nữa đâu, giờ nói chung đó là chia con xe ta bị là được con đem xuống cái tên xe chiếu bí rồi, chỉ biết con tướng rồi. Mà ở đây là danh lợi tất cả cuộc sống mà là con chốt không, mà lượm cái gì mà lượm sống đi chút nhang đây rồi buông tay chân bỏ chân rồi, phải không? Là chỉ con người có giác ngộ chân lý thôi, sớm về cõi Phật an thân tiểu kiếp phong trần dài gió giảm sương. Tôi bây giờ trong cái nhân duyên mà gặp gỡ hôm nay thì chúng tôi cũng nói vài nét đó là về quan trọng về cái cặp chim phân cổ với cái ông lão mà chèo thiền bát nhã, thì cái đó là cũng một cái điểm lớn để rồi sau này nó đến cái thiền bát nhã thiệt ngày thầy trở lại, thì cũng là một cái điều điềm để cho mình thấy rằng cuộc đời sẽ đến diễn tiến sao rồi bây giờ thầy có trở lại chèo thiền bát nhã sao, thì cái đó là những cái điềm để cho mình thấy đến giác ngộ để tu là tiếp chứ không quá trễ. Thì chừng đổ đầu có kiếm đi cùng thì cũng xin kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo chúng ta xa gần luôn luôn được thăng tâm thường an lạc đạo quả viên thành và tu hòa chống mau thành là Phật quả, để là dự hội đông qua để ngài để thầy trở lại chúng ta khỏi có mà hổ thẹn với cái lời tiên tri dạy bảo của thầy, để chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay cái độ giác lần về ngôi có ngài mở rộng quy khôi non thành giang chuyển cùng ngồi sư phân, thì chờ con đầy đủ nghĩa nhân phải chờ đó, anh thầy đang chờ mình đó, thì mong toàn thể đạo chúng ta cũng tu kiếp nó không có trễ và cố gắng niệm Phật Di Đà để coi đời và để dỗ hôm qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì lúc bấy giờ là tại cái đình giờ đó là cái hồ nhỏ mà trong đó là Lục Bình không à, ông mới đem đám cuộc dây ông nuôi. Thì nuôi cái thời gian đó là không bao lâu thì con sấu lớn quá,
ông mới đem thì tích lại, ông mới xiềng xiềng cái ông Nam Chèo. Thì khi mà xiềng mà số thằng càng ngày càng lớn đi, rồi ông mới xiềng cái giò, thì nghĩa là tới ngày ông đi đó là ông cắn bỏ lại cái giò, thì ông đem đi 4 cái giò, thì mới Phật thầy Tế An đó là biết cái sự việc đó, thì ông định tay đó mới nói với Phật thầy Tế An là con sói hôm trước mà Phật thầy Tế An mà kêu con giết đó để trừ cái hậu họa, nhưng mà con sói ấy bây giờ đã cắn dây đi rồi. Phật thầy Tế An mới chích lưỡi là con sói ấy sau này hại dân chúng không biết bao nhiêu mà kể. Thì lúc bây giờ là khi mà sói mà đi rồi thì lâu lâu ông về ở nhà láng đó là xuất hiện rồi đó, thì nói chung đó là rước dân chúng mà ăn đó, thì cho ông định tay đến đó, thì coi như là sói nó lặn mắt. Nhưng mà sau này đó thì Đức Thầy cho biết đó là con sói ấy thì không đâu nằm khác hơn là tại chỗ cái cù lao ông trưởng, mà thầy nói con sông nước chảy dầm cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Như vậy thì bây giờ sau của cái Hợi đi vào cái Tý, từ đây nối lên là không biết là những cái ngày diễn tiến thế nào, chứ còn thật sự Đức Thầy cho biết là sau đó việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh bá chừng, nhìn xem chằng nước mắt rưng rưng cảnh áo não, kể sao cho xiết. Ở đây sơn băng không phải là núi nổ, mà những cái tảng băng Nam Cực Bắc Cực đó, bây giờ nóng quá nóng là nó đã rã ra thành nước, mà nếu mà nó rã ra thành nước rồi đó thì nói chung ra là đã rớt xuống biển, thì nước biển dâng cao. Thì nước biển dâng cao thì có thể rằng là nước biển mà nó nhập vô cái nước ngọt chúng ta thì không còn nước uống. Những cái vừa qua mà năm nay cái trận mưa của cái đầu mùa đó, quý vị biết từ cái Lạng Sơn mà dài vô mà nghe cái trận mưa mà mưa đá xuống nó còn cái chén đó, thì đó là lũng nhà rồi xe đó là chạy không được, lũng xe rồi và rớt trên đầy đường, đó là những cái băng cực nó đang rơi xuống mà thầy nó sơn băng được kiệt thủy. Thì cái hạn hán mà vừa qua mà nói chung đó là từ ở Bến Tre, Tiền Giang, Long An rồi các nơi đó là mùa màng đó là bị thiệt hại rất nặng nề. Rồi bây giờ đó là thêm cái năm nay thêm cái hạn nặng nữa, hạn mà mặn nặng nữa. Thành thử ra vừa qua rồi thì cái miền Tây chúng ta đâu có nước. Thành thử ra ông ba cho biết là thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở đó, niệm nhiều Nam Mô, thay chết không lấp mà để phơi khô không nước mà uống. Nhưng mà cái sự việc này là không chợ nhóm chiều là nó có từ đâu đến đâu. Thì bây giờ vừa qua đó chúng ta thấy coi ở Vũ Hán là nơi Trung Quốc là chết mà cái bệnh dịch đến không đổi là quá sức chết đi. Thành thử ra mua là rồi để dự trữ ăn cho 1 tháng, hoặc là đi chợ được chút xíu gì đó rồi không có đi nhờ chợ nhóm chiều được. Rồi bây giờ đó nhìn cái người thân mà ở đó đó mà muốn lại gần cũng không được. Mong rằng cái bữa ăn cơm sum họp của gia đình, thế mà cũng không có cái bữa ăn sum họp gia đình được. Thì Vũ Hán lúc bây giờ là nói giờ tiền bạc cái Vũ Hán á, là không có nghĩa lý gì hết trơn. Ở trên lầu tôi quăng cho tôi bỏ. Thành thử ra đó là thêm cái vụ vừa qua Đà Nẵng. Rồi bây giờ đó là năm châu thế giới bây giờ đang cái bệnh dịch này đó không thể tả nổi. Mà Đức Thầy chỉ biết là lớp đau chết cái thâu vô số. Thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương làm sao cứu những người hung ác. Như vậy thì bây giờ đó là kỳ này Đức Thầy cho biết là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt, là sau của cái Hợi đi vào cái Tý, từ đây xem lên nếu chúng ta không có tu thì sẽ vướng trong cái cảnh là màn trời chiếu đất và bệnh hoạn đau ốm. Bởi vì kỳ này gọi là cái kỳ là tạng diệt nhân gian kiệt thiên khoa, vậy là trong cái thời kỳ này thì nghĩa là cái người tu mà sẽ được hưởng, còn người không tu đó sẽ được sẽ bị cái đại họa sắp đến. Mà cái đại họa sắp đến kỳ này là cái kỳ mà không còn cái thời gian để chúng ta ăn năn hối cải kịp, là cái kỳ này là kỳ ân xá sau cùng, mà Đức Thầy cho biết là đời cùng tu gấp kịp thì là kịp thời đó. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lời, nửa sau thế gì biết đời. Là sau của cái Hợi đi vào cái Tý là giờ chúng ta đã thấy hết rồi. Thành thử ra đó là trong cái thời kỳ này nếu mà cái người không tu, cái người tu đều thấy hết. Bây giờ gẫm trong nhân chủng lắm người dở dang rồi đó, chứ không phải là như hồi xưa nữa. Thầy nói năm canh luống những sụt sùi, cảm trong nhân chủng lắm người dở dang. Đây là lắm người là nhiều người mà sầu chung, không có sầu riêng nữa. Thay tiếc gì bây giờ cái nước này bị, cái nước kia không bị, nước này khổ, nước kia không khổ, mà sầu chung là nó chung nhân loại. Sầu chung tới các tiếng than, mà phù sinh kiếp có đoạn tràn thì thôi. Kỳ này sống ngắn ngủi như con phù du vậy đó. Mà thầy chỉ biết là con phù du hẳn hờ, nào biết thấy bóng đèn thì quyết chung vô,
thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn đỏ thấy mồ phù vũ, kể phiên trần đã mãn mùa thu, thì đeo danh lợi như con cái. Như vậy thì bây giờ đó là năm canh lúa những sụt sùi, cẩm trong nhân chủng lắm người dở dang, sầu chung ta cắt tiếng than, phù sinh có đoạn tràng thì thôi. Thì bon bon, bon bon là tiếng đánh kiển, chuông dục mấy hồi, nghĩa là khi mà người ta vào trường để rồi học hành thì nghe tiếng ba cái hồi chuông để đánh kiển đi vào trường để ghi cái tên tuổi đi học. Rồi hoặc là trong cái bộ đội nhà nước ta đánh ba tiếng kiển để họp để hội, hoặc là đánh kiển để giờ dùng cơm đó. Vậy thì bây giờ đó là trong cái ba tiếng kiển này là bon bon chuông dục là sẽ đến giờ kết thúc rất là nhanh, mấy hồi rầm rầm sấm nổ trên đầu xa xa, thì Đức Thầy báo là đến cái ngày khi mà cõi trời ổn định rồi thì là có những tiếng nổ nữa. Thì đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà cái tan, là năm canh đó là chúng tôi ngồi qua nói là năm canh lúc những sụt sùi đó. Thì bây giờ đến cái giai đoạn này là giai đoạn mà phải nói rằng là đời cùng tu gấp, đời cùng là đời nó hết rồi, tu gấp là kịp thầy mới được, mà tu gấp là tu sao. Bây giờ chỉ có cái là tu thăng thượng tính ráng chuyên cần, lục tự di đà giữ tứ ăn, là chúng ta phải tu ngay cái thăng, mà tu kiếp kiếp nó không quá trễ, tu phải hốt cho mau mà cho lẹ nữa. Chứ còn bây giờ cái tu là chỗ cái trao sữa, một là chúng ta cái kiến thức thấy coi cái thăng chúng ta có thiệt không, bị cái thăng đó là thăng tứ đại mà đất nước lửa khí tạo thành thì sớm muộn gì tránh khỏi ngày tan rã. Khi cha mẹ sanh ra đó thì chúng ta đó không có cái tài sản, không có sự nghiệp, không có quần áo luôn, thì khi mà ra khỏi mình mẹ rồi thì chúng ta đó là mới cắt lên cái tiếng khóc là khổ a khổ a, bị nếu có cái thăng này trên cảnh mặt đời rồi nó khổ lắm, rồi một hồi nó khóc tu qua tu qua. Bởi vì khi mà khổ này thì có tu mới qua thôi, còn không có tu là không qua được. Rồi từ khi mà lớn lên cha mẹ nuôi dưỡng từ cái tinh huyết và ra khỏi thì nuôi 3 năm đó là cho mình, rồi khi lớn lên thì nhờ từ cái bãi đất này để tạo cho mình đó là để nung nóng cái thể xác mình, thì khi chết rồi đó là cái thể xác chúng ta trả về cho đất. Cái thứ hai là sự nước mà chúng ta để hằng ngày mà chúng ta uống đó, là khi chết đó là chúng ta cái máu chúng ta trả về cho nước. Và cái khí hậu mà chúng ta đang nghĩa là thở đây đó hằng ngày đó, và khi chết đó là cái hơi gió đó, là cái hơi thở chúng ta trả về cho gió. Và có âm dương đó, mặt trời đổ xuống đây đó, khi chúng ta chết đó trở về cho sức nóng mặt trời, gọi là đất nước lửa khí tạo thành, thì sớm muộn gì khỏi tránh khỏi ngày tan rã. Như vậy thì bây giờ là thăng tứ đại chúng ta rồi đó, là chúng ta thấy nó có thiệt không? Thật sự ra thì rồi đây chúng ta phải già, phải bệnh, phải đau, phải chết. Nghĩa là hàng ngày mà nói chung nó từng sát na, một năm trôi qua, một tháng trôi qua, một ngày trôi qua là chúng ta đã mất đi một lần của cái sự sống, đã lui lần về cái chết đó quý vị. Nghĩa là ngày đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già sức yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm nhộn nhàng, biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa soạn kéo vào quan. Kéo vào quan quách biết bao người, cuộc sống xung dày phỏng mấy mư. Nghĩa là độ chừng cho chúng ta sống cảnh đời này. Chứ còn thật chất ra đó thì thưa thầy cho biết là nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại chuyện hàng nguyên, mà đám trai to phí lắm tiền, tưởng gì sát thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan khiên. Tuồn đời chuốt ngót cho xong tiếng, cuộc thế trâu dồi mượn tắt hơi. Nghĩa là chỉ có hơi thở chúng ta mà thở ra không hít lợi được rồi, hít vô không thở ra được rồi. Như vậy thì bây giờ đó là Đức Thầy khuyên chúng ta đó, ráng tu đừng mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Như thì cánh đời này nó không thiệt, chúng ta cái kiến thức chúng ta thấy rồi, thì thấy rồi đó chúng ta mới tu. Mà cái tu này đó là tu kiếp kiếp, phải tu cho mau. Để chi? Nghĩa là để ma bệnh theo hờ bén gót, mà thằng chết kia ôm hót của mình. Nghĩa là tử thần nó rình gặp chúng ta từng giờ từng phút, không có giờ nào mà để chúng ta yên được. Rồi đó là ma bệnh, nghĩa là cái thân tứ đại này rồi, cái người thì đuôi cùi bại sụi, rồi lỡ lối, rồi sưng tê, rồi thuốc thang gì nữa. Nghĩa là cầu sống chẳng đặng mà cầu chết cũng xong. Thì biết bao nhiêu những người mà trước mắt mình đó, người ta cũng nằm quằn quại cho dừng bệnh, rồi người ta cũng đuôi cùi bại sụi, rồi nghĩa là đang đó là khổ não, rồi mổ cắt cưa cắt gì, rồi xẻ gì, nó đủ trong cái bệnh viện trơn. Đó là cái địa ngục trần gian. Chị chúng ta hôm nay được yên ổn là Phật từ bi đó, độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Nghĩa là nhờ có sự tu hành hàng ngày thì nhờ Đức Thầy ngài che chở, rồi tất cả các ngài đó là cũng là hộ độ chúng ta. Bởi vì tất cả cái đau là do cái ma nghiệp,
Thành thử ra đó là nhờ cái sự tu đó mà chúng ta giải được cái nghiệp. Thử ra thầy mới nhắc nhở chúng ta là niệm chữ Di Đà tan chứng nghiệp, hay là niệm cho tà quỷ vậy gì vậy thì gian ra, vậy thì là niệm Phật bệnh tật tiêu tan. Nhờ pháp môn tịnh độ này mà trừ tất cả đi những cái duyên nghiệp trong nhiều đời. Chứ còn thật chắc ra thì từ cái đời vũ thủy tới nay là chúng ta tạo biết bao nhiêu những nghiệp không lành, rồi biết bao nhiêu tội lỗi, thì một cái kiếp này chúng ta chả nó không có xong được đâu. Nhưng mà thời kỳ này nhờ ăn xá tội. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nếu chúng ta tu mà như tại gia cư sĩ đó, hiện tại bây giờ thì nếu mà nói tới thành Phật, Bồ Tát, Duyên Giác rồi thì cả vấn đề nó khó lắm. Nhưng mà tu đây là nhờ cái sự ăn xá của các ngài. Chúng tôi nói đây là muốn nói cái cơ bản